Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 trong loạt trận giao hữu FIFA đây hứa hẹn nhiều kịch tính. Trong lần gần nhất đối đầu, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 tháng 2 năm 2022, nhưng bây giờ cả hai đội đều trải qua những thay đổi quan trọng. Đội tuyển Việt Nam đã bổ nhiệm huấn luyện viên mới là ông Philippe Chaussier và tiến hành thanh lọc đội hình. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc cũng đã thay huấn luyện viên và tập trung vào việc trẻ hóa đội hình. Trước cuộc so tài này, đội tuyển Trung Quốc đã có kết quả giao hữu không ổn định với một trận hòa và một trận thua. Huấn luyện viên Alexander Zankovic của Trung Quốc đã thể hiện áp lực với đội bóng của ông và cam kết tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng với nhiều gương mặt mới. Trận đấu dự kiến sẽ thú vị với đội tuyển Trung Quốc chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm bàn thắng từ hai cánh. Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 trong loạt trận giao hữu FIFA đây hứa hẹn nhiều kịch tính. Trong lần gần nhất đối đầu, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 tháng 2 năm 2022, nhưng bây giờ cả hai đội đều trải qua những thay đổi quan trọng. Đội tuyển Việt Nam đã bổ nhiệm huấn luyện viên mới là ông Philippe Chaussier và tiến hành thanh lọc đội hình. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc cũng đã thay huấn luyện viên và tập trung vào việc trẻ hóa đội hình. Trước cuộc so tài này, đội tuyển Trung Quốc đã có kết quả giao hữu không ổn định với một trận hòa và một trận thua. Huấn luyện viên Alexander Zankovic của Trung Quốc đã thể hiện áp lực với đội bóng của ông và cam kết tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng với nhiều gương mặt mới. Trận đấu dự kiến sẽ thú vị với đội tuyển Trung Quốc chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm bàn thắng từ hai cánh.